Nhưng có cái này nè, tại sao mày tối ngày mày cứ rủ ba cái cô gái nhỏ nhỏ đẹp đẹp về đây rồi mày tụm năm tụm bảy mày xù xì xì, ê mày làm gì vậy mày? Trời ơi, tụi con tập vật văn nghệ vậy thôi chứ có làm gì bậy bạ đâu, bà thấy không? Tao đâu có nói mày làm gì bậy bạ. Thì đúng rồi. Nhưng mà tao sợ có ngày tao bậy Con cũng nghĩ vậy á. Mày để tao uống hớp nước tao nói cho mày nghe cái này. Tao đã qua cái thời kỳ đó rồi. Tao rành lắm. Ha. Con còn trẻ, con ráng lo ăn học gầy dựng sự nghiệp, hiểu không? Để chứ đừng có bày đặt mà ba cái tình ái lăng nhăng nó không có tốt đâu. Con biết cái đó là không tốt rồi, À. nhưng mà cũng đâu có gì xấu đâu. Trời ơi, mày còn trẻ quá, đầu óc mày thiển cận quá, mày chưa có nhìn xa. Chừng rõ ra rồi con biết sẽ muộn nha con. Cái gì muộn ba? À, tao cho mày biết. Theo mày biết là người con gái đó, con gái đàn bà con Đúng gái à, rồi, đúng lúc rồi. còn trẻ ai cũng đẹp, người nào cũng đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Như tao tao liếc tao thấy tao phải mà. Trời ơi. Nhưng mà khi có chồng rồi là thấy không, ngày chí tối cứ lo cho chồng lo con rồi, ôi trời ơi, không có thời giờ để mà trang điểm, không có thời giờ để mà chưng diện, giờ dầu cho thương cách mấy mình nhìn thấy cũng hết ham. Thì đã có gia đình rồi thì phải vậy thôi chứ sao ba? Đây mày nghe tao nói ha, con là nợ, vợ là quan gia, còn em vợ là thiên nga. Gì? À, tao nói lộn, thôi kể như bỏ câu chót đi. Má nói chuyện kỳ quá. Gì kỳ mày? Tao biết chắc chắn là tao nói trúng 100%, nhưng mà nếu mấy bà nghe đó thì thế nào tao cũng bị rủa nên tao bỏ đó. Con thấy ba già rồi cho nên một là nghỉ ngơi, hai là lo tu hành gì đi chứ, ba tối ngày ba lo toàn cái chuyện gì đâu không. Tao tu chưa được. Ủa sao vậy ba? Vì tao biết rằng nghiệp chướng tao còn nặng lắm. Con cũng lớn rồi, con biết suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai chứ. Rồi mai mốt nè con cũng phải có cái vợ có con. Có vợ con thấy không, ý mày muốn nói mày có bạn gái rồi đó phải không? Dạ đúng rồi. Tao cho mày biết, hồi ở bên Việt Nam á, mà cái thời kỳ của tao đó không, trai gái mà chưa có cưới hỏi đừng đừng, tao nói mày biết, đừng có hòng mà ôm nhau cặp kè nhau đi suốt ngày. Suốt ngày thôi còn đêm sao ba? Ban đêm ai thấy mày? Cái chuyện hồi xưa ở bên Việt Nam là khác, còn bây giờ ở bên Mỹ thì khác chứ ba. Phải rồi, thời nay tự do luyến ái mà, nam nữ tự do cặp tay nhau đi cả tuần lễ mới về, tao đâu có cấm, nhưng mà tao biết cấm cũng không được. Nhưng mà ba cho con biết rằng cái chuyện đó ha, mà quá độ nó cũng tai hại lắm nha con. Chuyện gì? Chuyện gì hả? Cái chuyện nam nữ. Con biết chuyện gì rồi, cái chuyện đó bên Mỹ này chuyện bình thường thôi, ba đừng có quan trọng quá, mà cũng đâu hại gì đâu. Sao không hại mày? Tao Gì cho mày biết cái chuyện đó mà nhiều quá, nó quá độ, nó cũng có ba cái hại. ba cái hại cái hại thứ nhất á, nó làm cho con á mất sức khỏe. Đúng. Cái hại thứ hai, nó làm cho con người của con nó mất trí nhớ. Còn cái hại thứ ba đó, nó mới định nói gì quên rồi trời. Ra là ba bị cái hại thứ hai, bị mất trí nhớ. Kệ tao mày, giờ mày nghe tao hỏi nè, cái mày trở lại cái vụ mày rủ mấy đứa nhỏ về đó, tao đương thắc mắc đó, mày làm như ngày nào như ngày nấy là sao? Trời ơi, con đã nói với ba rồi. Sao? Thì chú con đi tập vật văn nghệ vậy thôi. Còn ba làm sao? Ba cứ ngồi tối ngày ba uống trà ngâm thơ không mà ai nói. À, bây giờ mày phân biệt với tao đó hả? Tao cho mày biết, đối với người Việt của mình đó, thấy không? Thi văn đó là nghệ thuật thuần túy dân tộc, còn âm nhạc cái chỉ là lai căng đu đòi thôi. Con thấy âm nhạc mới là hấp dẫn, còn thơ đó hả? Chán chết luôn. Nè con à, từ thời ông bà của mình đó, thơ văn là một nghệ thuật, còn âm nhạc là chỉ thứ ăn theo. Con lại thấy âm nhạc mới là nghệ thuật hấp dẫn, nghệ thuật cao khi mình cất tiếng hát lên á, có Sao? đàn nè, có trống nè, có kèn nè, nó hòa theo giống như mình chơi nhạc full band vậy đó. Rồi Còn ba tối ngày ba uống trà ba ngồi ba ngâm thơ, con mình ba giống như one man band vậy. Nhưng con nên nhớ rằng thơ nó đẻ ra nhạc chứ không bao giờ nhạc đẻ ra thơ.
người lấy ta lấy thơ người ta phổ nhạc, chứ có ai lấy nhạc phổ thơ bao giờ. Nhạc á thì thực tế rõ ràng, ba muốn diễn tả cái gì người ta hiểu liền, còn thơ đó hả, diễn tả trời trăng mây nước không à. Ô, nhiều khi không biết cái gì hết trơn. Con ơi, con chưa hiểu được cái bóng bẩy của thi văn. Thấy không? Sao bác? Này, ba nói cho con nghe, có một bài thơ này của một thi sĩ viết rất đặc biệt. Cái nhà thi sĩ đó có cái tên là TTKH. Viết như vậy này con có cao siêu không? Ừ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ai ân nhạt nhẽo với chồng tôi. Ủa, ba? Cái gì? Ủa, ba lại cái hả ba? Tao lại cái làm sao có mày. Vậy sao chứ ba vừa nói là ái ân nhạt nhẽo với chồng tôi. Thì nhà thơ tao viết vậy, tao đọc vậy chứ sao. Trời ơi, thôi cái này khó hiểu quá. Ba thí dụ cái bài thơ khác đi. À, dễ hiểu nghe bài thơ khác. Được. Đây này, ba cũng sẽ nói bài thơ khác để cho giữ ý con, thấy không? Ừ. Thí dụ như có bài thơ của một cái nhà thơ cũng lớn nha, nhà thơ lớn nha, có cái tên là bài thơ ba cũng quên rồi đây. Nè, cái viết gì mùa thu, thấy không? Cái bài thơ như thế này: ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng nước theo làng hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Đó là giọng nam nghe cái câu chót. Nếu mà ngâm giọng bắc, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Con thấy thu chưa? Ủa, thu gì ba? Phải nhỏ thu chân dài trước cửa không? Trời ơi, trời, tao hỏi mày vậy chứ tao, mày nghe tao ngâm thơ, mày có thấy cái hình ảnh của mùa thu chưa? Chưa thấy. Đây, rồi con sẽ thấy. Đây này, cũng có bài thơ này á, nhà thơ người ta viết cũng diễn tả về mùa thu cách tuyệt vời, cũng nhà thơ lớn có cái tên tao cũng quên rồi đấy. Họ viết vậy mà. À, em không nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc, cũng nay vàng ngơ ngác. Trời đạp trên cành lá vàng ôi. Trời ơi, đã biết ta không nghe rồi mà cứ đạp chân nữa, nó không đi nghe, cứ hỏi hoài. Đừng làm ba phân tâm. Nói hoài. Ôi, em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức. Trời ơi, em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Trời ơi, con thấy đẹp không? Ủa gì đẹp á? Cô dâu phụ đẹp hay là con na vàng nó đẹp? Trời ơi là trời. Nói chuyện văn chương với mày chẳng khác nào đem đàn mà gãy tay trâu. Ba nói gì cũng phải rõ ràng con mới hiểu chứ. Chứ ba nói chung chung vậy thôi sao con hiểu được. Ba thấy nhạc không? Sao? Lúc nào nó cũng thực tế rõ ràng hết trơn á. Nghe là hiểu liền. Cho vậy mày giỏi hơn tía mày rồi. Tao nói thiệt với mày, tao từng tuổi này sao? Mà tới giờ này mà tao nghe âm nhạc tao có nhiều khi tao cũng không hiểu gì cả. Sao ba không hiểu bài gì ba nói con nghe coi. Nè cái bài này nè. Mày tao hỏi mày nghe. Cái gì rồi tao sao hiểu nè. Cái bài mà tao viết đường dài hung hút cho mắt thêm sâu. Cái câu văn viết gì là sao tao hiểu? Là gì? À, bà nói cái bài đường dài hung hút cho mắt thêm sâu đó hả? À, bài diễm xưa. Thêm sâu đấy. Ôi, tao không cần biết diễm xưa hay diễm nay vậy đó. Ôi sao? Đường dài hung hút thì cái kệ tiếng đó. Mắt mớ diễn mắt thêm sâu. nếu mà ông nhạc sĩ này mà ông qua bên đây đó mà ông thấy cái đường freeway đó chắc có lẽ mắt ông thụt tuốt ra sao. Trời ơi, ba nghe nhạc thiệt là uổng quá đi. Vì sao uổng? Rồi tao hỏi cái này nữa nè. Mày trả lời đi nha. Tao viết gì mà cái câu nhạc như thế này nè. Tao nghi là cũng ông đó nữa. Nói là khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn. Cái kỳ cũng cái không cái thất tình cái tim lăn trên đường mòn à. Rồi thí dụ là thất tình trăm bảy lần như tao vậy đó, thấy không? Rồi trái tim nó lăn thét rồi mòn nhỏ xíu còn bằng trái tim gà. Hay sao? Trời ơi. Nếu ba không hiểu cái gì thì ba phải kiếm nhạc dễ dễ nào ba nghe. À, nào dễ giống là. Như là cái bài nè. Hôm qua anh đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây đàn tình tang tinh tinh tình tang. Là thêm một điều vô lý nữa. Nếu cái bản nhạc này mà anh đánh trống á, mà anh ca không lẽ đấy. Hôm qua anh đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây dùi. Ôi,
là trời. Đó là tao chưa nói tới thổi kèn nè. Anh thổi kèn qua nhà người yêu thân rồi trở về nó bỏ quên cái kèn là kỳ lắm. Thôi là ba, hồn thơ ba lai láng quá. Bởi vậy nghe nhạc thế này mà ba cứ hiểu thế nọ không à. Còn cái điều nữa nè, điều này vô lý nữa nè. Ba nói con nghe, đối với phụ nữ cái áo là quan trọng thì đúng, nhưng làm sao mà quan trọng bằng cái quần? Rồi làm sao quan trọng bằng cái quần được? À, vậy mà nó đây là viết gì? Đêm trăng sáng trên cầu em giặt áo. Trời ơi, tại sao giặt áo mà giờ không là giặt quần? Trời ơi, là chưa còn ba nữa con. Kiểu này nhắc chết con quá. Còn nữa nè, còn có nữa như vậy nè. Các bạn viết cái như vậy mà coi tức không? Mà nghe mà tức cười lắm nè. À, thương nhau cởi áo ớ à cho nhau, thấy không? Rồi tại sao cởi áo mà không là cởi? Thôi ba, đủ rồi ba. Chưa hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học nữa. Trời ơi, con nói đủ rồi mà. Ba mà muốn dạy con cái gì đó để con ra con đóng cửa tối mà dạy con. Ba dạy con một hồi đó nha, hàng xóm mà họ nghe được đó, họ khó chịu họ qua đây họ dạy cho ba bài học bây giờ đó. Ai dám dạy tao vậy trời. Khóc ghê vậy. Tội quá anh ơi. Tội ai? Hả? Trời ơi em chịu không nổi anh ơi. Trời ơi, chuyện gì? Tội nghiệp quá. Tội nghiệp ai? Trời ơi. Bae Yang Jun, tài tử Hàn Quốc. Trời đất ơi, tài tử Hàn Quốc mà làm anh hết hồn tưởng chuyện gì. Có tài tử Hàn Quốc không mà em khóc hết nguyên con hộp liên nách này nè. Trời ơi, tại anh không theo dõi, anh theo dõi anh mới thấy trời ơi cảm động lắm. Theo dõi gì? Nè anh nhìn thấy ông đó, tài tử Hàn Quốc Bae Yang Jun đó. Coi như giám đốc xây dựng nha. À. Mà coi như giàu thật là giàu luôn rồi đó. Mà đẹp trai nha. Mà suốt đời chỉ yêu có một người phụ nữ thôi đó. Mà còn bị đụng xe mất hết trí nhớ nữa. Trời đất ơi, phim Hàn Quốc phim nào thì nó hay làm mất trí nhớ lắm, có gì đâu lạ. Nhưng mà anh này mất trí nhớ đẹp trai. Trời ơi, phim ảnh thôi em ơi. Em nói này nè. Nè, em nói là giám đốc xây dựng hả? Xây dựng đó. Xây dựng đây xây nhà nè, nó cũng giống nhau thôi. Mà coi xây nhà thì tóc hai lai vàng khè. Nè, đánh son màu cánh sen. Môi tự nhiên á. À, thác phu la mà xanh con két. Đất ơi. Nè, bận đồ còn rất xanh như là tài tử này, ai mướn? Anh này. Ít nhất bận đồ như anh đi nè, mới có người mướn. Thôi anh ghê quá anh ơi, anh coi nè. Người ta cái đẹp trai chứ kìa. Đẹp trai hả? Quá đẹp luôn. Nè, chờ chút. Xin lỗi nha. Nè. Anh cũng đâu có thua gì đâu. Trời ơi, thôi anh đi ra giùm em anh. Em đang nhìn Bae Yang Jun em đang phê, em nhìn anh trời em hết phê, đi ra giùm em đi. Thôi đi tắm này để em coi xong lát dọn cơm cho anh. Đi. Em nói sao nhìn kỹ anh cũng giống Bae Yang Jun vậy chứ. Trời ông ơi, ông bê xi măng thì có. Thôi đi vô đi. Trời ơi, mất trí nhớ hoài à. Không biết tôi chết thì bà khóc gì không. Chán. Mệt quá. Sẵn là sẵn đối. Ủa, em ơi. Em ơi. Em à. Hả cái gì? Trời đất ơi, sao nó dọn cơm xong thấy đồ ăn? Không có, mình không có ăn cái bàn này. Chứ ăn bàn nào? Đây nè. Cái gì? Bữa nay đám giỗ ai vậy? Đám giỗ ai đâu, anh đang bậy không à? Trời đất ơi, sao đèn cay quá trời vậy? Trời ơi, anh nhà quê quá à. Mình ăn về mình phải có candle cho nó romantic phải không, cho nó lãng mạn, cho nó giống giống phim. Romantic cái gì, có ghế khó ngồi quá. Ngồi vậy đi cho nó giống phim mà. Sao mà ăn? Ngồi im không ba ba đây, chờ em chờ em chờ. Nữa. Để xuống. Không, cô chú muốn nói biết tên. Không, xin biết đâu. Cái gì vậy? Em chào. Chào bằng tiếng Đại Hàn. Đại Hàn trước khi ăn nó vậy đó. Khẩm Masida. Trời, nó có mời ăn mà không. Không, bà khạc như vậy ai dám ăn. Ông này không biết gì hết. Mệt rồi quá. Ăn đi anh. Này ăn sao trời ơi, nó chơi đủ bạc nó sao gấp trời trời. Tăng tại trời ơi, tài tử tăng từ ông làm gì vậy? Khép chân vô ngồi ăn đàng hoàng. Ôi, tôi không quen ngồi vậy bà ơi. Nó coi món ăn được không? Hả? Trời ơi, sao bữa nay toàn là sườn bò lại hàng kim chi tàu hũ rồi miếng, sao cái gì món nào cũng là Hàn Quốc không vậy? Anh thấy không?
ngồi giữa Cali mà ăn đồ ăn giống như Đại Hàn vậy đó. Anh biết không, mai mốt á mình đi làm mình có tiền á, cái mình đi vacation á, anh cho em đi Đại Hàn nha. Em đi mà nhất là đi cái mùa đông á nha, cho em biết cái nào là bản tình cao mùa đông nha. Được, tháng 12 này nè tôi cho bà qua Minnesota ở chú Tư chị làm neo. Ở tới vài tháng mùa đông cho bà biết thế nào là mùa đông. Anh này, bắt hỏng không à? Thôi ăn đi. Ủa mà sao nay bộ xong công việc sao về sớm vậy? Xong cái gì em ơi? Trời ơi, em biết thời buổi giờ cạnh tranh dữ lắm. Một tuần anh phải nhận 7 căn nhà đó. Nhận vậy sao làm nổi? Bởi vậy thì bữa nay ghé căn này đập một chút, ngày mai ghé căn kia phá một chút, cầm chân vậy mà. Bởi vậy mới bị chủ la hoài đó. Vậy mà cho em đòi đi làm không cho em đi làm? Thôi. Sao vậy? Ở nhà cực mấy anh cũng làm, không cho em đi làm, đã lo cho. Rồi chứ sao hôm nay bồi công chuyện xong xuôi hết rồi sao về sớm vậy? Trời đất ơi, một mình mà ăn không được. Bữa nay anh về sớm đó là vì em có hẹn. Hẹn với ai? Với thằng bạn. Bạn nào vậy? Thằng bạn này thân lắm. Hồi đó dưới quê với anh á, tụi anh có nhiều kỷ niệm lắm em biết không? Nè, anh nhớ nhất là kỷ niệm mà tụi anh thái mận bên nhà hàng xóm á. Anh bị chó cắn rách quần. Trời ơi, nó hy sinh đưa cái quần cho anh mặc đó. Vậy hả? Rồi chấm mặc cái gì cho đi về? Quấn lá chuối. Mà xui bữa đó là trong lá chuối có ổ kiến lửa. Áo hại. Bữa đó nó bị kiến cắn xương chù dù luôn. Ghê quá, tội nghiệp quá vậy. Mà thằng đó nó xui em ơi. Nó xui từ đó qua tới đây luôn. Tháng rồi nè, bị lay off. Vừa lay off xong, vợ bỏ luôn. Chết cha. Trời đất ơi. Tội dạ. Trời đất ơi, nó buồn quá, nó không có chỗ ở. Mà bởi vậy anh mới tính kêu nó về đây nè, ở chừng vài tháng. Thì là nó có nhà thì anh kêu nó mua chỗ khác. Anh nói sao vậy? Trời đất ơi, nó nghe nếu mà ta khổ quá giúp ta ít tiền thôi. Tôi dám rước người lạ về rồi đi ra đi vô, không được đó anh ơi. Em đúng là đàn bà. Sao? Đúng thì quyền lợi là nhảy sổng lên à. Cho tiền thì là dễ rồi. Nhưng mà thằng này nó mới ly dị vợ xong, nó bị sốc. Nó muốn ở một cái căn nhà nào có không khí gia đình. Em hiểu không? Trời ơi, sao mà người đó mà... Nhưng mà thằng bạn anh tên gì? Kim. Hả? Kim? Ừ. Kim Su Yeon? Hay là Kim Yong Gu? Hay là Kim Chung Hoi? Trời ơi, bà làm phim này hàng quá rồi bà ơi. Không có Kim Chung Hoi, Kim Sung Yong gì chân á. Tên là Kim Đồ. Tên gì vậy? Có gì đâu kỳ. Nó tên là Điềm. Ở nhà nó kêu bằng Gu. Gu Điềm. Tụi anh mới chọc đó là Kim Đồ. Vậy là Kim Đồ đó hả? Rồi. Chỉ có ai ấy. Chắc nó tới đó. Để ra. Suốt ngày bạn bè đó. Chiêu ơi. Ủa, à, đây nè. Ủa, mày đây nha. Đây. Kim đồ hả? Tao ngại quá, tao ngại quá. Ngại quá. Tao đi vô. Em, là Kim nè. Kim đồ đây hả? Kim đồ em. Trời ơi. Giới thiệu mày đây là Loan, vợ tao. Chào anh Kim. Chào chị. Nhiễm phim đại hàng nữa. Dạ. Ủa mày bị vợ bỏ mày điên. Sao điên? Trời đất ơi, khí hậu ngoài trời giờ 90 mấy độ. Mày ăn mặc kỳ cục vậy? Không có đó chị. Có nguyên do hả đó chị? Sao vậy? Có nguyên do hả? Cái nóng ở bên ngoài làm sao bằng cái lạnh ở trong lòng được. Tao đang cô đơn mà. Thấy chưa? Anh thấy không? Anh trách người ta, anh trách kỳ cục quá đấy. Anh thấy em nói cái nhói tim luôn vậy đó. Buồn hả? Ôi tội quá ha. Rồi, bỏ bao nhiêu cô đơn mày đây. Vui vẻ lên ha. Tao nói mày nghe, bây giờ mày vô nhà này đó, mày coi nhà kể từ ngày hôm nay, mày coi nhà này giống như là nhà mày. Gia đình này cũng giống gia đình của mày. Còn vợ tao á, cũng giống như là vợ. Bậy. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Trời, tôi ngại lắm chiêu ơi, đừng có giỡn như vậy. Đừng có bậy bạ, tôi ở tới nhờ là đã ngại rồi. Tự nhiên anh nói vợ chỉ giống như là tôi ngại lắm. Chưa nói hết rồi. Nè, tao nói là coi vợ tao cũng giống như là vợ bạn mày. Anh hay giỡn lắm, anh học xã mày giỡn lắm. Trời, anh làm hết hồn. Nhưng mà tôi ngại ba cái giỡn cái kỳ thôi, ngại lắm chị. Đừng có ngại, đừng ngại. Thôi, em vô lấy cho Kim chai lon bia khác đi. Thôi, có sẵn có không. Ủa
đem mở họ cho. Dạ dạ, cảm ơn chị. Dạ, tôi nói chị nghe nè, tôi lúc này không uống bia. Ủa sao vậy? Ê, đừng có giỡn nha, hồi xưa là nhậu như hũ chìm nữa nha, cái cây vậy. Dạ đúng, thưa chị, hồi xưa thì tôi cũng uống rượu cũng dữ lắm. Nhưng mà sau khi cái thời gian tôi suy nghĩ đó chị, tôi cảm thấy là tủ sắc nó nhiều khi làm cho con người ta mê muội. Trời ơi, tôi quyết định không uống rượu nữa. Quyết định là bỏ rượu luôn. Dạ, bỏ rượu luôn. Đàn ông về mà không biết nhậu gì hết. Dạ không, 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 không. Anh thấy chưa, đó anh uống riết anh bệnh cho anh coi đấy, giống nhau. Ôi, uống gì thì có bệnh đâu. Đó đó, thấy chưa, thôi bớt, bớt đi. Thôi được rồi, bớt đi nha. Rượu bất khả ép. Dạ. Mày không uống, thì giờ mày ăn đi. À mời, mời. Đây nè, nè, bò đó, vợ tao ướp đó nha. Chết, chết. Ừ. Chiều, dạ chị. Tôi không biết tự nhiên về sau này cái tự nhiên tôi thấy thịt bò, thịt cá đồ đó tôi làm như tôi nhờ tôi ăn không được. Chị chai sao vậy? Dạ. Kỳ vậy? Lúc này tôi ăn toàn là tàu hủ với rau. Trời ơi. Dạ. Anh ăn chay hả? Ý, đừng có ăn chay nó hơi quá đáng. Vậy hả? Gần giống như vậy đó. Trời ơi, coi tôi ăn thôi. Thôi 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 thôi. Em vô trong coi có món nào chay để dọn cho Kim ăn. Thôi 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 thôi. Thôi mày làm tao ngại quá đi. Ngại. Chị có thể cho tôi ăn chén nước tương đủ rồi. Ờ vậy hả? Ờ dạ thôi để tôi vô tôi lấy xì dầu nha. À là nè chị, nhà chị có tách mỡ không? Trời đất ơi, không ăn nước tương là ăn tách mỡ là sao ông ơi? Không phải, không phải. Ăn nước tương không có bị nghẹn cổ. Ăn nó khó ăn á, có tách mỡ vô dễ nuốt. À ăn nước tương nó gắt. Bây giờ bỏ hết tách mỡ cho nó trơn dễ ăn. Trời đất ơi. Dạ nhưng mà không có hay là để em cho sách xem đi em mua. Thôi. Ngại. Nữa. Ngại chị quá. Sao mày nói chuyện mày cứ chúi vô vợ thôi. Anh chị làm tôi ngại quá. Thôi mấy tôi ăn đỡ xúc tàu hũ đi. À dạ, anh ăn cái tàu hũ không cũng được. Dạ không dạ. Ngon lắm à, ăn đi. Mời. Anh sẽ đem bới cơm cho anh nè. Chiều ơi. Ừ. Nhà có máy lạnh không? Có chứ mày. Sao không mở? Tao mở rồi. Có anh có mở. À, mở gì đâu mà nóng còn chết luôn. Trời đất ơi ông ơi. Hả? Ông mặc đồ gì mà không nóng rồi được. Nó mát chết luôn nè. Bởi vì người ta nói mà cái tình bạn nó quan trọng lắm. Tôi nói nãy tôi nói rồi, ở ngoài cái nóng ở ngoài nó không bằng cái lạnh ở bên trong. Rồi bây giờ vô đây ngồi tự nhiên tôi thấy hình như có anh chị đó, tôi thấy ấm cúng. Trời nóng thiệt á. Thôi xin phép. Cởi đi. Anh giúp ảnh cởi cho lại. Nóng quá trời. Người ta thấy bạn ta cũng nóng theo á. Được chưa anh? Dạ, thôi. Hơi thôi. Xin phép anh chị. À, dạ. Tội nghiệp quá ha. Sao vô ngồi nói chuyện ngồi trước mặt quá. Anh. Được chưa? Khỏe chưa? Ủa nhà không có cửa sổ mà làm như tôi bị trúng gió hay sao? Sao cái gì trúng gió? Sao tự nhiên nó trước mặt? Trúng mặt tại thấy không thấy rõ vậy đó. Ê Kim Đồ. Hả? Tôi nhớ mày đâu có bị cận đâu. Sao đeo kiếm vậy? Đeo kiếm mát mà. Cái gì? Hả? Tao phải kiếm mát, kiếm cận mà. Ủa. Mẹ. Cái gặp mẹ tôi được luôn mà kiếm mát đó là em thấy chưa? Bây giờ đó là kim đù. Anh à, có này hỏi anh đừng phiền nha. Anh chắc anh tuyệt vọng, anh buồn quá. Có khi nào anh bị mất trí nhớ không? Không. Tại vì phim đại hàng thường buồn hay mất trí nhớ. Không, tôi làm sao mà mất trí nhớ? Chưa tới mức độ mất trí nhớ đâu chị. Là may mắn quá. Bây giờ tôi nói với đây. Ủa, cái gì? Mày. Ủa, mày tên gì? Tên gì? Ủa, mày giỡn hả? Chết rồi anh. Chiêu, trời đất ơi. Chiêu nào? Trời đất ơi, rách quần, rồi lá chuối, ổ kiến lửa. Mày quên hả? Cái gì mà rách quần rồi, lá chuối? Dạ. Lá chuối thì tao không nhớ, nhưng mà ổ kiến lửa tao nhớ. Ừ. Tại bị cắn ở chỗ đó có thẹo. Nhớ chưa? Nhớ chưa, thôi. Nhưng mà máng. Được rồi anh, trời đừng có gọi nhiều quá. Bây giờ mời anh ăn đi, Bùa. Thôi, xin phép chị, xin phép. Nữa, chuối nữa. Dạ. Ăn đi, dạ mời. Nói thiệt với anh chị nha, tôi ăn miếng cơm mà nhiều khi tôi muốn chảy nước mắt vậy đó. Ủa sao vậy anh? Sao vậy? Tôi thấy anh chị hạnh phúc sao thấy buồn ghê. Làm gì buồn? Thôi anh, từ từ rồi tính. Ăn nghe anh. Bây giờ anh chiêu à, bây giờ tôi ước ao nhiều khi vợ là vợ của tôi. Gì? Hả? Không phải, lộn thộn. Tôi có một người vợ giống như vợ của anh vậy. Ôi trời ơi, cái đó thì muốn gì sau này cũng sẽ được thôi. Dạ. Thấy không? Bây giờ tôi ngại lắm anh ơi. Nè, tôi ngại quá. Mày đừng nói tiếng ngại nghe chưa? Mà nó ngại tao giận à. Tao nói biết, tao biết cái tánh của tao mà. Sao? Tao là cái con người á, sống không bạn thì chết cô đơn. Yeah. Trời đất ơi, quá hay. Yeah, yeah. Sống không bạn là mình chết cô đơn. Anh hết lòng. Câu đó hay quá. Sao? Chưa hết. Nè nè. Mày nên nhớ rằng tình bạn đối với tao đó, tình bạn nó giống như là một tâm hồn mà trong hai cơ thể.
Trời ơi, không ngờ Chiêu, không ngờ này anh có những câu hay quá. Từng bạn là giống như là một tâm hồn và hai cơ thể. Đó, hay quá, hay vậy quá. Đó. Hay quá. Dạ. À, nhưng anh, mà anh đừng có nghĩ tới chuyện ơn nghĩa nữa. Ồ, vậy hả? À, nhưng mà cũng ngại. Mẹ nói một lần tao dặn mày đi chứ. Mày biết tao mà, quan điểm sống của tao là cái gì hả? Mình phải sống hết mình với bạn mình hôm nay. Bởi vì ngày mai mình không biết bạn mình sẽ còn sống sót trên cõi đời này nữa hay không. Mày hiểu chưa? Mày cần cái gì, mày nói tao giúp hết lòng. Trời ơi. Thấy chưa? Hay quá, không được rồi, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Vô đi, vô đi, vô. Ủa? Vô rồi. Mày bỏ rượu luôn mà. Phá lệ bữa đi. Thôi tại anh dùng cho kệ. Vô, vô. Vậy thì tốt. Vô. Trời hay quá. Rồi. Không ngờ lúc này em đổi đánh hay quá. Anh, uống ít thôi. Ngày mai đi làm á, thôi uống gì vừa rồi. Gì? Không có sao, lâu lâu mới gặp nó. Vô cái đó đi. Đói chưa? Thôi vô đi. Thôi được rồi, uống vậy được rồi, trẻ lên anh. Để cho anh đi nghỉ. Dạ. Thôi được rồi. Cũng tối rồi, sẽ tao đi ngủ, mai đi làm nữa. Mày lát lên tắm rồi chẳng có phòng dư lên chẳng ngủ. Ý, không được. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cái gì vậy? Cảm ơn anh, tôi ngại lắm. Tôi nói anh chị rước tôi về nhà tôi cũng ngại rồi. Thì thôi bây giờ cho đỡ, tối nay ngủ đỡ ngoài sofa cũng được, không sao. Ôi, thì là ngại ngại. Muốn làm gì làm đi. Anh đi lên trước. Không mấy bây giờ mình cũng cái đi. Rồi. Mình cũng cái đây, mình chúc mừng anh em mình gặp nhau. Rồi, vô. Vô. Đưa anh mấy cái mền với gối nằm ngủ. Dạ. Ủa sao không tắm rửa thay đồ cho thoải mái anh? Thôi chị ơi, thân phận tôi giờ tắm rửa cũng vô dụng thôi. Được rồi, cảm ơn chị. Dạ, thôi thôi ráng ngủ đi, ráng ngủ cho nó tỉnh táo đi anh nha. À, tôi đi ngủ. Ủa? Đi. Hả? Hình như chị hay coi phim đại hàng lắm hả? Trời ơi, ghiền lắm anh ơi. Trời ơi, coi là mê, mê chết luôn vậy đó. Anh có coi phim đại hàng, có phim bộ bây giờ chưa? Tôi bận lắm chị ơi. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng coi chút chút. Có hả? Thì anh có coi phim Bản tình ca mùa đông chưa? Bản tình ca mùa đông? Có rồi hả? Trong cái phim đó tôi nhớ nhất cái câu là cô ta đã khổ với anh 10 năm rồi, thử hỏi đời người có mấy lần 10 năm đó hả? Trời ơi, giờ anh nhớ hay quá. Vậy anh đã coi phim Chiếc giày thủy tinh chưa? Rồi. Trời luôn hả? Đã nói tới yêu rồi thì không cần có lý do đâu mà. Trời ơi, sao nó giống y chang trong phim Vậy anh coi Anh Em Nhà Bác Sĩ chưa? Trong tình yêu không cần nói đúng hay là sai, mà chỉ cần nói là có hay là không có đâu mà. Trời đất ơi, hay quá anh ơi. Này, nãy giờ sao chưa đi ngủ đó hả? Ê, xin lỗi. Không sao, tình bạn chân thật là phải biết tha thứ những lỗi lầm của bạn đó mà. Thôi, mình đi ngủ đó nha. Mày giỡn lắm thôi, anh ngủ đi, em đi ngủ nha. Dạ. Anh chờ em. Không phục. Thôi thôi, nhậu tối ngày không lo làm gì trơn. Dạ ông chủ. Thế anh Chiêu có khỏe không? Dạ khỏe chứ, khỏe mới làm việc nè. Ê, chừng nào là cái tiệm này mới giao cho tôi? Trời ơi, cái này lẻ mà. Nè, cái floor nha, cái drywall nha, sơn nha, rồi gắn mấy cái điện là xong. Đặt thêm hai cái toilet rồi là bảo đảm 3 ngày xong à. Tôi không cần biết. Dạ. Nhưng mà tuần tới mà không xong cho tôi thì tôi không để cho anh yên. Dạ, chú thông cảm, vì hôm nay thời tiết thay đổi, thợ nó bị bệnh hết trơn rồi, tôi còn phải làm nữa mà. Cái đó là cái chuyện của anh. Dạ. Thế vậy mà anh nói là on time construction company. Dạ. Những gì? Làm đi. Nói người ta, để người ta nói mình là on time không đúng hẹn kìa. Alo. Anh nè. Cái gì? Khám tổng quát thì đâu có cần anh chở đi. Em nhờ thằng Kim Đù được rồi. Nha, trời ơi anh đang bận lắm em ơi. Phải làm chủ hối quá trời nè. Thôi ba nha. Cái gì nữa? Hung hả? Trời ơi đang làm mà không biết cái gì. Mệt quá. Thôi bye. Cười gì? Làm đi.
Alo, à tôi nè. Cái gì? Bồn cầu bị bể rồi hả? Trời ơi, thì xài đỡ cái dưới nhà đi. Hả? Cái dưới nhà bị nghẹt luôn hả? Trời ơi, thì anh nói ra mặt đa nồ xài đỡ đi. Gần nhà có mặt đa nồ nào không? Ta xài đỡ đi. Trời ơi, không có hả? Trời ơi, nhưng mà bữa nay kẹt dẫn vợ đi ăn tiệc rồi. Trễ rồi. Đi anh. Vậy hả? Chờ chút. Đi anh ơi, lẹ lên trễ giờ rồi. Đi lẹ anh ơi, trễ giờ. Trời đất ơi, sao đi ăn tiệc mà đội nón? Em chờ anh chút nha. Sao? Anh tới thục cái thông anh về với em liền. Trời, nhưng mà nha. Nhưng mà chút. Chờ chút. Trời ơi. Ba nha em. Chờ nha. Nhớ nha, nhớ cảnh hảo bên nhà. Trời quá, đây là lần đầu tiên. Không biết em có dám làm không nè. Chị đi chị. Ủa, Diêu. À, sao nay về sớm vậy? Mệt lắm phải không? Nhức đầu về sớm bữa được không? Ê, lấy nước cho chị uống, lấy nước cho chị uống. Tao chủ nhà mời tao là sao? Trời ơi, chị ơi, anh nói gì quên rồi hả? Mình là bạn bè nhau mà. Nhà của anh giống như nhà của tôi vậy mà. Ê, ngồi. Khỏi. Sao mày nói mày bạn tao? Là mày là bạn ông nội tao thì có. Ê, trời ơi. Sao nay dạng sao nóng vậy? Quên rồi, chiêu rồi. Anh nói, anh mau quên quá. Anh từng nói với tôi ha. Nói gì? Sống trên đời mà không có bạn, chết thì sẽ cô đơn. Có phải không? Có phải không? Nhưng mà cái đó tao đọc trong sách. Mà anh còn nói nữa. Nói gì? Tình bạn giống như là một tâm hồn trong hai cơ thể. Cái gì? Đúng không? Mày. Đó là danh nhân người ta nói, ta chỉ học lại thôi. Mà anh còn nói câu này quan trọng hơn nữa là. Câu gì? Đã là bạn rồi thì mình phải tha thứ lỗi lầm của bạn, có phải không? Bữa nay mày làm cái gì? Hả? Mày làm gì có lỗi tao, mày đòi hỏi tao tha thứ? Tao nghi lắm rồi nha mày. Cái tuần tao nghi lắm rồi đó. Bình tĩnh. Nói đi. Thôi anh nói đi. Em nói đi. Trời ơi. Thì em nói. Hai người không nói phải không? Để tao nói. Ba, bà nói cho tôi nghe, chuyện gì xảy ra? Hai người ấp a búng là sao hả? Chuyện gì? Em, anh
anh. Cái gì? Thôi được rồi, em khó nói quá, chờ chút xíu đi. Được. Cái đàn đó, em chuẩn bị hết rồi đó. Đúng. Đúng quá, tao ghi gì đâu là khó nói mà. Bà đấy nha, tao không ngờ là có người vậy. Còn mày á, tao nói thiệt mày, tao đã lầm đưa mày về đây. Không, anh Chiêu, anh quên hả? Anh từng khơi cái miệng rồi, bình thường nó xấu rồi cái miệng, còn xấu hơn nữa, thôi tao đừng tỉnh đi. Kệ tao. Ê, cái này nè, anh có từng nói với tôi á, mình phải đối xử với bạn mình hết trong ngày hôm nay, biết đâu ngày mai bạn mình không còn ở trên cõi đời này nữa, đúng không? Đúng. Cho nên bạn muốn gì thì ok đi. Còn nhiều bữa nay, tao sẽ làm đúng câu đó. Tao sẽ cho mày không còn cõi đời này nữa. Đi mà không thêm theo đồ hả? Vậy là chắc tính hốt hết vàng bạc nữ trang trong nhà này, trốn theo nuôi thằng này phải không? Thôi đi cha. Cười cái gì? Cười trời ơi, mất cười quá. Này, sợ sướng mặt. Bình thường đã xấu, hôm nay ghen xấu hơn. Bị dịp dê. Không, bộ tính lại. Kệ tao, tao dặn là mày tao vậy đó. Thôi, nói nó này nghe mẹ. Ơi, nãy giờ thấy anh ghen phải không? Thiệt sự anh ghen phải không? Mà tôi chỉ vui đó. Cái gì? Giỡn hả? Anh biết tại sao không? Là nãy giờ tôi đang thử thách anh. Tại vì tôi ở nhà anh mấy ngày mà tôi biết rồi. Anh là tối ngày cứ lo mấy cái cầu, mấy lo nó đi sửa, lo làm, không lo chở chị đi đâu chơi hết à. Lâm đã chứ buồn, chứ bực, chứ không biết anh còn thương chị hay không thương. Cho nên tôi tìm cách để thử anh á. Tại anh á, suốt ngày cái cầu tiêu nghẹt không à. Đó, cho nên bây giờ em với anh Kim mới bàn nhau thử kế này, coi anh còn nhớ tới em, anh có biết ghen hay gì không á. Về nhà anh đỡ có mấy ngày thôi à, mà thấy chướng mắt quá à, cho nên tôi thử lòng quá. Nói vậy à? Nãy giờ là đóng kịch đó hả? Thử phải không? Thì không? Chứ anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao tôi với anh bạn bè mà tôi trời ơi, tôi ngại lắm, tôi ngại lắm. Cảm ơn anh. Chú nữa, đại hàng. Mày lầm quá cho mày. Lầm cái gì? Thôi, tôi nói nghe nè. Hôm nay á, gì? Vừa thử lòng anh, mà muốn gặp mong anh về để báo cho một tin vui nè. Tin gì? Tôi tìm được việc làm rồi. Tôi sắp sửa mua sang cái ban khác làm việc rồi. Tự chúc mừng. Đó, cho nên hôm nay muốn mời anh chị đi ăn cơm để lên tỏ lòng cảm ơn anh chị. Anh nói bụng chưa mà đã ăn liền hết. Đói quá rồi, đi ăn nha. Đi, rồi đi. Khoan, chờ chút điện thoại. Alo. Hả? Bồn cầu nghẹt nữa hả? Tôi dẫn đi thiệt à. Thôi, tự giải quyết đi nha, tôi bận lắm. Đó, anh phải chạy được chứ. Đi.